Trời ơi. Hơi nhục, hơi nhục. Sao vậy em? Cao quá. Không, với lại tụi ta có mang giày cao gót. Nếu mà bỏ đôi giày ra thì cũng xứng với em lắm. Cảm ơn anh đã chữa cháy cho em. Cái cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy người bạn gái này như thế nào? Thực ra thì thú thật thì nó... Cớp. Hình dung được như trong đầu. Wow. Là sẽ như vậy. Là tưởng tượng ra được em luôn á. Và lúc mà bước ra đây nhìn qua, nhìn lướt sơ qua, cảm giác nó lại như vòng ba. Giống lúc hồi nãy chạm nắm tay đúng không? Dạ vâng. Em cảm nhận như thế nào khi mặt đối mặt với bạn trai này? Bạn ấy trẻ và đẹp hơn em suy nghĩ rất nhiều. À. Nhưng mà em nghĩ là qua cái chất giọng ấm áp từ nãy giờ thì rất là hợp. Thì rõ ràng không có gì để chê, bạn ấy là một người rất là đẹp trai, rất là có ngoại hình và ăn nói thì ngọt ngào. Hứa hẹn là sẽ chiều mình rất là nhiều nếu mà sau này hai người có cơ hội tìm hiểu nhau và làm quen với nhau. Xin chào các bạn, mình tên là Tôn Kinh Lâm. Công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Tôn Kinh Lâm, tên nghe cũng hay nữa. Em giới thiệu bản thân em nè cho bạn Lâm biết. Em tên là Kiều Ngân, hiện tại công việc của em đang là MC và diễn viên. Vừa là MC vừa là diễn viên. Chúng ta đã trò chuyện với nhau khá nhiều rồi, những cái gì mà chúng ta muốn biết về người kia cũng phần nào chúng ta hiểu ha. Không thể nào gói gọn trong vòng 40 mấy phút của chương trình mà chúng ta xác định rằng đây sẽ là người yêu của ta, đây là người cùng ta đi hết đoạn đường còn lại. Cái chuyện đó là hạ hồi phân giải phía sau. Ở đây chúng tôi chỉ giúp các bạn tìm được một mảnh ghép mà các bạn cảm thấy phù hợp để ghép vào với nhau. Còn mảnh ghép đó nó có tạo thành một bức tranh hoàn hảo hay không, đó là chuyện để sau này hãy tính. Đó. Còn bây giờ thì trước tiên trao cho Lâm một cành hoa nè. Rồi, trao luôn cho Ngân một cành hoa. Hai em có thể đứng quay mặt vào nhau. Đấy. Nãy mình cứ nói chuyện mà cách không, thấy không? Ừ. Không thấy mặt. Đúng. Giờ đối diện luôn nè. Đúng. Muốn nói gì nói, hỏi trực tiếp luôn. Rồi, hỏi đi. Thấy ngại không thì anh với Thư quay mặt vô trong. Đúng. Hỏi đi cưng, hỏi nhà đâu? Thật ra thì hầu như cũng là đồng nghiệp với nhau, cho nên là ngay từ ban đầu thì chắc có lẽ là lúc mà tìm hiểu ấy thì chắc có thể là cả hai cũng có thể thông cảm với nhau trong công việc, cho nên là khi gặp được thì tim hơi rôn động chút xíu. Thì không biết cảm giác của Ngân như thế nào. Biết là nãy giờ khi mà nói chuyện qua lại mà không thấy mặt á thì Ngân không có hỏi nhiều, không có hỏi Lâm nhiều đúng không? Không biết là Lâm ấn tượng nhất ở Ngân là ở điểm nào? Cũng giống như hồi nãy Lâm nói thì đầu tiên là nụ cười, mái tóc. Và may mắn một điều là khi tới vòng này người Lâm chọn là người hầu như đúng với cái gu của Lâm đặt ra là rất là may mắn. Và cái ấn tượng thứ ba cuối cùng là chiều cao. Rất là cao, dáng rất là đẹp. Thì Ngân mong đợi ở Lâm không phải là một câu trả lời đúng mà là một câu trả lời có chính kiến từ Lâm. Là nãy giờ Lâm có nghe Ngân nói và Lâm đặc biệt chú ý điểm gì đó, thì đó thực sự là tình cảm chân thành. Mà cái này cũng không trách Lâm được, có thể là do hơi run. Giờ run quá rồi, không biết làm sao nữa anh ơi. Run quá thì anh nghĩ là mình có việc làm rồi. Nhưng mà như Ngân chia sẻ, cảm xúc đầu tiên rất là quan trọng, nhưng mà cần một cái khoảng thời gian rất dài để có thể kiểm chứng được xem là mình có thực sự hợp với nhau hay không. Thì Ngân cũng là người khá là kỹ tính trong việc chọn người mình yêu. Không biết là Lâm có chấp nhận được cái sự kỹ tính đó, hay là kể cả cái sự lạnh lùng của Ngân hồi nãy mà có chạm vào nhau hay là có nắm tay thì nhịp tim vẫn không thay đổi. Thì Ngân cũng nghĩ là chắc là vì vậy nên Lâm sẽ chọn bạn gái số 1. Ngân không nghĩ là Lâm chọn Ngân. Chắc phát sinh thêm cái ôm. Cái ôm là giống như là nó nói hết tất cả mọi thứ luôn. Từ lúc mà đã chạm tay nhau ấy, thấy bàn tay kiểu hao gầy là muốn kiểu giống như là ok, người này giống như mình sẽ, mình có cảm giác là muốn che chở và bảo vệ cho người này. Nhưng mà phải tới là lúc muốn bảo vệ một bạn nhỏ nhắn hơn để có thể dễ ôm hả? Không sao, đi tập tạ mà anh, đúng không? Tập tạ mà, phải bảo vệ chứ. Thấy cái buổi nói chuyện có vẻ cũng cởi mở hơn rồi, thoải mái hơn rồi đúng không? Muốn hỏi gì nữa đó? Đi cà phê. Đi cà phê hỏi. Đúng rồi. Bây giờ hai em quay lưng lại với nhau nào. Rồi, quay lại. Đây sẽ là giai đoạn quyết định nha.
Khi anh và Thư đếm từ 1 đến 3 xong, nếu các em nghĩ rằng đây có thể sẽ là một mảnh ghép còn lại của mình, hai em sẽ quay lại, tiến tới và trao cho nhau cành hoa của mình. Còn nếu như vẫn cảm nhận rằng đây chưa thật sự là một cái mảnh ghép mà mình tìm kiếm, thì cứ thẳng một đường mà đi về chiếc ghế quen thuộc của mình. Đúng. Rồi, sẵn sàng chưa? Suy nghĩ thật kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai bạn có chắc chắn đây là mảnh ghép của mình hay không? Xin mời. Một, hai, ba. Thần lòng muốn nói anh yêu em, anh yêu nhiều lắm. Cứ nghĩ đơn giản là hay là mình yêu thôi, không nghĩ nhiều. Thế gian quay lưng về ta, anh cũng sẽ bên em bằng tất cả. Để anh được mơ như anh vẫn đã từng mơ. Độ tuổi và chiều cao đối với Ngân nó đều không phải là rào cản hết, cái gì cũng ok hết, chỉ có là thuyết phục Ngân thì chưa. Hai lần rồi, nghĩ là mình tìm được cái người đó rồi, tìm được cái người mà như mình mong muốn rồi, thì người ta lại phải lên đi. Anh muốn khóc lắm đây. Hai người giống tiên đồng ngọc nữ đẹp quá mà sao bà bánh bèo kia bà không quay lại? Có lẽ cái cảm xúc này ai đang có mặt ở đây chứng kiến cái câu chuyện này suốt từ đầu đến bây giờ thì sẽ hiểu. Anh có cảm giác đó đó Thư. Anh có cảm giác một cái gì đó nó vụn vỡ, một cái gì đó nó tiếc nuối khi mà cô gái đã không quay lại và bước đi trên con đường của cô ta đã nhắm sẵn. Anh hỏi thật em, cảm giác của em lúc này thế nào? Hơi buồn chút xíu, nhưng mà đó là quyết định của bạn gái số 3, cho nên là em phải tôn trọng điều đó. Kiều Ngân, nhưng mà anh nghĩ rằng với một chàng trai, cái điều kiện lý tưởng như em thì cũng sẽ tìm được ở đâu đó ngoài kia một mảnh ghép dành cho mình. Dạ, yeah, chị Nam Thư. Tặng tôi nè mọi người ơi. Thư ơi, em... tặng em là một cái sự ga lăng của người đàn ông đó. À vậy hả? Ừ, chung lẽ gì quay qua tặng anh thì kỳ, đúng không? Em... còn cầm cái bông đi về thì cũng kỳ nữa. Em có muốn lấy Facebook chị hay số điện thoại, số nhà, số... Nếu em muốn cuộc sống của em bình yên thì đừng làm điều đó nha.